Với 2 tỷ rưỡi bạn có thể sở hữu cho mình một căn biệt thự nó trị giá khoảng tầm 15 tỷ. Bạn có tin điều này không? Và một vị trí đẹp như này, các bạn thấy ra đây là mặt đường rộng này, đường 24m. Và view của nó là view hồ, các bạn thấy view hồ, view Sun Gold. Đây là một vị trí đắc địa mà Dung nghĩ rằng là nếu trong bất động sản bạn tìm được những bất động sản mà ở vị trí như này, mặt đường to và view hồ này. Nhưng mà cái điều hay hơn đó là gì? Bạn chỉ cần với số tiền 2,5 tỷ bạn có thể chỉ một căn biệt thự. Và nó không những diện nó là lô góc. Ở đây Dung ví dụ, đây là một căn biệt thự có diện tích khoảng 292m2. Và các bạn thấy là đã xây thô hoàn thiện mặt ngoài và phía trong. Và đây là một cái căn biệt thự mà các bạn thấy như này, nó đã hoàn công đầy đủ. Vậy thì nếu như một bất động sản mà bạn mua nó có đầy đủ hoàn công này, có vị trí đẹp như này, đúng không? Và bạn có thể gì ạ? Bạn có thể sở hữu được nó chỉ với số tiền 2,5 tỷ. Bạn có tin điều này không? Và Dũng có một công thức, Dũng có một cách làm để giúp chúng ta có thể với số tiền nhỏ bạn có thể sở hữu được những cái căn biệt thự như thế này. Và quan trọng là thời điểm này là thời điểm rất tốt để chúng ta có thể tìm cho mình những bất động sản có giá trị, chất lượng và rất là tuyệt vời. Bạn nào mà mong muốn là mình làm sao mình có thể với số tiền ít mà mình có thể sở hữu được ngôi nhà hoặc những mảnh đất mà có giá trị thì hãy inbox